Nước chảy. Sữa đẹp chưa? Ở đây có 6 điện thoại không nhỉ anh nhỉ? Chắc không. Chắc không ha. Trơn. Chắc bỏ dây ấy mà lội suối ha. Đẹp nhỉ. Đi dây này lội luôn anh. Lội luôn ha. Nào ướt, sắn quần không ta? Sâu đấy. Dân ơi. Dân ơi theo tôi là cứ lội luôn này cho quần ướt luôn đi, kệ nó khô mà. Bỏ rẽ giày làm gì? Di vào đá dẫm sẩy bố trần. Bỏ giày ra hay gì? Thế ông cho cái này vào đi. Cho ớt vào. Cầm điện thoại tôi cái. Nãy giờ ông có quay không? Có. Đẹp đẹp. Ừ đẹp, khi đi chân rẽ. Xong con nước. Thế cầm giày cho đỡ ướt nhỉ. Đi khô. Nước chưa có chịu lắm. Quay tôi đi, chính tôi quay thôi. Hai cháu cái rớt bụng mẹ. Không quá chịu đi. Cầm như này đây đấy. Đi. Đó quan lên. Hử? Đó quan lên thôi, chắc là mất ướt đấy. Con cá nào không? Ôi trời. Chừng trợt đó. Lại quá rồi đây. Quay đây. Đánh thiệt đó. Muốn đi như vậy á, đâu phải đem theo cái cây gì á, cái cây gì mà cắm cái điện thoại vô đó. Có đây này, ông cầm. Nói cái gì? Trời, nước như vậy mà tắm hả? Chồng với tôi không tắm lạnh lạnh. Ồ, tôi không tắm đâu. Lạnh lắm. Lạnh à? Đi. Đi phải nhìn đường. Cái đi nữa là đi chống nước. Sợ nó trôi đi mất thôi. Lên. Trơn lắm dần ạ. Ui đau chân vãi trưởng đây. Mấy kia đã cầm trái ống quăng rồi kìa. Đau chân lắm dần ạ. Đi nhanh ngã đấy. Đi lên mấy chỗ khô này. Mình đi dép quen rồi. Đá mà. Ui hả? Không, đấy là người ta ấy thôi. Chủ nhà hàng tuần người ta gọi là không phải là hội mà là người ta đeo đạo ấy, gọi là người ta kiểu cúng lễ hàng tuần ấy, chủ nhật. Đau chân lắm. Ừ, nhìn thấy con cá nào không? Trần quá rồi đó. Ui. Đau chân. Ui. Đau lắm. Đau chân rồi. Trần qua trần lại.
con được con nào chưa? Hả? Cứ đi lên chỗ khô này. Suối. Đang đi này vớ vẩn bắt con rùa nó bò ấy nhờ. Vâ. Mà không ở lại qua đây chơi cho biết. Sợ mai ông mới phải về rồi. Mai này ông mới về rồi. Qua đêm phải để hôm nào. Ui. Đi ra khỏi cái chân. Hả? Ủng vứt đây luôn à? Cứ sẽ dày đây đi. Cái áo luôn. À, đói tìm mình. Có chân luôn. Có hết chân. Con xuống đi kìa. Đi. Không được nữa. Đói. Đi. Đâu nào chưa anh? Con trai hả? Ồ, có câu. Ui giời, có câu mà không xem ra. Đẹp nhỉ. Ủa nó bắt con gì dưới? Bắt con gì vậy? Cá. Vậy hả? Cái mấy anh em bắt cá đi. Giang chậm. Cá lên xe mẹ ra con nhé. Chúng mày đang nặn ra tới đây à? Bọn kèo, à bọn kèo. Không dính à anh? Mày hết hình luôn. Xem chậm lại chậm. Chỗ này đêm mà ngồi mà cái cổng tôm có tối đó. Con em ăn cho ăn gì? Đêm có cá to hả? Có lạnh không anh? Thôi lạnh. Cái gì đấy? Có nước quay. Còn nước gì phải. À thôi không cần. Em quay này đục cái gì cái gì đâu mà lạnh lắm. Cá đây anh. Hả? Đâu? Đây. Ở đây dính cá đây. Cá to không? Đây là dính con nhỏ ấy. Cái tay nó vẫn bị mỏi cầm suốt từ nãy giờ. Là cá suối đây. Suối thì cá nhỏ thôi. Hên hên với được con to à? Cùng suối này mà cá to lắm mày. Dạ. Cá nhỏ không? Cho vào cái gì nhỉ anh nhỉ? Cho vào bao này này dân đây. Này, túi này. Quăng phát ra xa kìa anh. Cá. Có quăng đại hồ này đem mà ngồi câu cũng được đấy. Bây giờ nào ta cũng chạy. Đấy đang lạnh. Có lạnh không nhỉ? Hỏi có lạnh không? Anh em dúng bời phát. Hay còn đùi. Ông mang ba lô đây chưa? À ba lô kia. Ô, đây 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 có nước ở dân. Ừ. À, tầm này nó đọng thôi nhỉ. Có lạnh không anh? Không ạ. Mát hả? Mát ra trời ơi, nước này hả? Mát xuống bơi kìa, ông kia bơi nhìn thấy luôn cả người kìa. Ừ, có mắt kiến luôn hả? Ừ, có mắt kiến luôn. Có khi tội phải xuống bơi cái. Đợi tí cho nóng người bơi. Bơi đi, bơi nhưng mà phải lấy con đùi. Ông quay mắt cá con này tôi lấy con đùi nhá. Ông bơi không? Bơi cho sướng. Đéo lạnh đâu. Dạ, bơi nhớ ừ, ừ rồi. Đùi thì tôi mặc đây. Mặc đùi cháu bơi gì? Ừ.
gì? Tôi cũng mời đây. Có cái túi trứng nước này. Ông kia, kia vừa ông đưa cho kia bao su để học à? Anh xuống bơi luôn không? Xuống bơi luôn. Ờ, mà quên chứ. Kia đó. Một kỳ. Hai kỳ. Còn nữa, ba kỳ. Này, đâu? Ôi, phát nó sướng. Nãy giờ quay có 12 phút thôi hả? Trên đường không có quay đúng không? Trên đường có, trên đường quay này, gần 20 phút. Quay nhiều chứ. Đừng có quay đây nhá. Quay lên. Gì đâu quay. Ơi. Cái này phải xuống đi. À để tôi từ từ thử quăng chài phát nào. Ông qua đây quăng đi, tôi coi thử. Biết quăng không? Kéo mẹ cả người xuống đi. Đây qua đây coi, quay đi tôi quả quăng chài này. Đẳng cấp luôn này. Đây là phim đấy. Mẹ, sao chứ đi? Là phim đấy. Đang có. Cái chân nát quăng ra ổng đó. Ba lô nó khe phút của tay. Ui, giúp mình đi. Cái này nó hơi vướng. Thân ba lô không leo gì à? Nó... Rồi. Chú rùi dạng. Bà chú rùi. Ui dạ. Ông kia đi ra nào. Con quăng nó phát là dính luôn lên rồi. Được hai con đó, quăng ra đi. Ở đây chỗ này quăng đi mà. Đoạn này nó phá ấy. Quăng nhá. Tròn quá. Cá to đấy, cá to đấy. Sâu. Ông phát đầu nó phải lớn nữa chứ. Nặng lắm rồi ạ. Cá lớn rồi. Thử thôi. Cá thì sẽ chơi. Mày đã không thử. Quăng lại. Có không? Không, để tôi lắp lại. Có lá đó, còn không có cá mà có lá. Cá lá. Chưa. Chả nó hơi bé đây này. Chú này mà có cá 4-5 cân cũng ngon lắm, cũng được. Hiếm lắm. Ông nuôi lại kia để tôi ta quăng chỗ này thôi. Quăng đây cho nó gần. Quăng đi. Quăng nào. Quăng. Ô, tròn quá. Cũng được một ít đấy, nó tròn dần chứ. Nóng ở đây dân ạ, tí xuống tắm nhá. Ừ. Mà quên tôi. À. Tôi tắm nó ở nước nó vô lỗ tai á. Thì không lặn, bơi thôi. Bơi cho bơi suối cho biết suối rừng. Ông bảo dính cá không? Làm con mấy cân bây giờ? Thôi nó trôi đi này. Có dính ngọn, nó kiểu nó chạy ấy. Lại phát nữa. Hay nó động. Bắt đầu mới cái quăng được. Không động. Đây quăng đi. Bây giờ tôi sẽ rút kinh nghiệm tôi này chỉnh lại, quả này nó tròn hơn này. À, chài cho tôi nó nặng lắm. Ừ. Nó nặng gấp 3-4 lần này. Cái to. Nó bằng chì cơ. Quay hồ kìa, tôi cho một phát này. Tròn to này. Đấy, tròn quá đó. Phát này tôi kéo lên, tôi xuống tôi bơi đây. Bơi không có. Cái
thôi cắt đây đi, không có đâu. Cắt thế luôn cả à. Không phục dân ạ. Ừ. Không phục. Từ mấy con rồi anh? Thấy rồi. Đâu, làm lưới thuốc rồi. Thơm rau. Thơm rau. Cái câu này trên này cũng đói hả? À? Nó trôi. Một thuốc còn đất. Ồ, lá không. Chơi nhạc kiểu này hay hơn. Ôi, trôi chài rồi. Chài đâu? À đây, đó ở dưới này nhưng... Lặng ghê. Mất chài mẹ. Ôi, chẳng đá sâu thật. Chài nó mắc đây, nó không trôi được. Đó có cá. Tao đưa đây. Kéo lên tao. Con cá. Ở đây con cá. Dính cái cá rồi, dính cá rồi, dính cá rồi. Dính cho một con. Một con. Quái ổng gì nữa. Một con lại, một lại cái con trai đi. Thật mẹ, hai thằng dính từ bên ngoài. Đấy, dính từ bên ngoài. Bắt ngoài. Để chú chạy, anh buộc lại cái này đi. Để xuống em răng lưới. Hai anh em xuống răng lưới không à. Mỗi thằng đầu không à, để không, đưa cá vào đó. Làm cái kia đi, này ít quá. Lên kia kìa, lên kia. Đi trên suối kia à? Ừ, lên kia. Ở vác đi. Ít quá. Lên suối kia. Cái này đứt dây này. Cột cứ dưới chắc đây. Đâu đi nha. Để tôi cọt kìa. Rồi đi trước đi. Ừ. Không còn quả nước uống á. Cứ thế cố đi.